Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm canh tí Ngày này là ngày Tân Mão tháng Ất Dậu năm canh tí và hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim Quỷ giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bảo Khoang giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tùng bách mộc, ngày tân mão, tức can khắc với chi, có nghĩa là kim khắc với mộc. Và hôm nay là ngày cát trung bình các bạn nhé. Về nạp âm, tùng bách mộc, kỵ tuổi, ất dậu, kỵ dậu, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỵ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu hình tý hải thìn phá ngọ và tuyệt thân các bạn nhé vài tuổi xung khác trong ngày tuổi quý dậu kỷ dậu ất sửu ất mùi tuổi xung trong tháng tuổi kỷ mão đinh mão tân mùi và tân sửu về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như là sao thiên quý tốt mọi việc sao minh đường hoàng đào, tốt mọi việc các sao xấu trong ngày gồm có sao nguyệt phá xấu về xây dựng nhà cửa sao hoang vu xấu mọi việc sao thiên tặc xấu đối với khởi tạo động thổ về nhà mới khai trương sao nguyệt yếm đại họa xấu đối với xuất hành giá thú, sao thần cách, kỵ tế tử, sao phi ma sát, tai sát, kỵ giá thú, nhập trạch, sao trùng tang, kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa, sao tội chỉ, xấu về tế tử, tố tụng, sao ngũ hư, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao không phòng, kỵ cưới hỏi các bạn nhé về các hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần hướng tây nam và tiếp theo mời các bạn đốn xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020 như sau nhé đầu tiên mời các bạn đốn xem từ vi tuổi tý thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu cho nên với bạn tuổi Tý bạn đang có cái điểm báo về cái phương diện tình cảm của bạn không được tốt nhé tình yêu đôi lứa bị sứt mỉa vì những cái chuyện không đâu và bạn tuổi tí bạn không chịu giải thích mà mặc kệ cho đối phương suy đoán nửa đoạn bạn tuổi tí bạn quá tự tin vào tình cảm giữa hai người và nghĩ rằng người ấy rồi cũng sẽ bỏ qua tất cả như mọi lần cho bạn nhưng cái gì cũng vậy chơi với dao thì cũng sẽ có ngày đứt tay và bạn tuổi tí bạn không trân trọng tình yêu thì tình yêu cũng sẽ bộ bạn mà ra đi nhá. và trong ngày 15 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi tí bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi tí về nguy cơ bị tiểu nhân ám hại trong công việc và bạn tuổi tí trước đó giành được không ít cái thành công nên bị kẻ xấu bụng điềm lòng thù ghét mà tạo ra những cái cạm bẫy trước mắt cho bạn nữa đó bạn tuổi tí nhá và trong ngày này đối với bạn tuổi tí cầu tài hay là xuất hành đều không thuận lợi bởi bạn đang có cái điểm báo có cái sự va chạm cãi cọ không có người giúp đỡ công việc thì bị trì trệ nên hoãn lại bạn tuổi tí nhá về tử vi tuổi giáp tí thuộc kim tiểu nhân hãm hại tử vi tuổi bính tý thuộc thủy không kiểm soát cảm xúc tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa nên hiểu chính mình tử vi tuổi canh tý thuộc thổ tổn thương tình cảm tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc công việc bất ổn luận về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu bạn đang gặp được ngày cô thực thần nâng đỡ cho nên cái chuyện làm ăn buôn bán với bạn tuổi Sửu sẽ được thuận lợi và dễ dàng nhé. Bạn tuổi Sửu bạn nhanh chóng tìm được cái mối hàng phù hợp với mình nhờ đó mà tiền bạc vào nhà nhiều như nước nữa rồi đoạn và bản mệnh tuổi sửu đổ tiền nhưng lại điên về tình cảm khi mà bạn đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc cái điều này gây ra những cái mâu thuẫn trong cái mối quan hệ gia đình các thành viên không hài lòng về nhau có thể gây tổn thương cho đối phương nữa đó bạn tuổi sửu nhé trong ngày 15 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Sửu ạ, những bạn đang còn độc thân thì vẫn chưa vượt qua được cái bóng ma quá khứ mà tiếp tục chìm đắm trong những cái thứ đã không còn tồn tại và bạn tuổi Sửu, bạn cần phải sống cho hiện tại và tương lai thay vì cứ hồi tưởng về quá khứ bạn tuổi Sửu nhá. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tình yêu chưa tới. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, nhân duyên ảm đạm. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, quan hệ phiền phức. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, tiền bạc dồi dào. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, kiếm tiền dễ dàng đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc năm sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 2, số 5, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này bạn đang gặp ngày có dần mạo tư hội cho nên với bạn tuổi dần sẽ có thể tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình một cách tình cờ trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi dần bạn đừng có nghĩ rằng nhân duyên cứ muốn là có được phải là người may mắn mới tìm thấy được cái điều đó đó bạn tuổi dần nhé. Bạn tuổi dần, bạn hãy năng động tham gia các buổi tụ họp cùng bạn bè. Biết đâu đó sẽ là cái cơ hội để cho bạn gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người hơn. Nhờ thế mà, mở rộng thêm cái mối quan hệ của mình sẽ tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình trong ngày đó. Và trong ngày 15 tháng 10 năm 2020 này, đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp được ngày có chính ấn dẫn đường cho nên về cái con đường công danh sự nghiệp của bạn từ dần đang trên đà thăng tín rất chi là tốt bạn cống hiến hết mình không hề ngần ngại dùng thời gian rảnh của mình để làm việc cho kịp tín độ cấp trên đánh giá về bạn rất chi là cao đối với bạn từ dần nhé vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy công danh vượng sắc tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa đào hoa nở rộ tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ sớm tìm được người thương tử vi tuổi canh dần thuộc mộc cần biết ai là người thương mình tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim công việc thuận lợi đoạn vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ năm, ngày 15 tháng 10 năm 2020, xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này bạn không cần quá phải lo lắng về công việc của mình rồi sẽ có cách giải quyết một cách ổn thỏa thôi bạn tuổi mão nhé và ngày này đối với bạn tuổi mão chỉ cần bạn chịu khó nhìn nhận vấn đề theo cái hướng tích cực mọi sự sẽ dễ dàng hơn với bạn rất chi là nhiều đoạn trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn ở bên, cho nên với bạn sẽ thấy được những cái tiềm năng mới của mình trong công việc và bạn tuổi Mão, bạn đừng có tự ti nghĩ rằng mình không thể, bạn hoàn toàn có thể làm được những điều to lớn hơn như vậy đó bạn tuổi Mão nhé. Nhưng ngày này đối với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mộc khí vượng cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn tuổi mạo hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn nên hạn chế sử dụng các chất kích thích, chức năng, gan có thể bị suy giảm. Người có tiền sử về bệnh gan nên theo dõi sát sao từng cái thay đổi của cơ thể để có cái cách để điều trị bệnh hợp lý bạn tuổi mạo nhé về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy công việc tiến triển tốt tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa vượt qua khó khăn tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ khẳng định năng lực tử vi tuổi tân mão thuộc mộc sức khỏe suy yếu tử vi tuổi quý mão thuộc kim cần bình tĩnh giải quyết nhé về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi Thìn, thứ năm, ngày 15 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Thìn xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này bạn thực sự vô tâm khi không hề cảm nhận được những cái nỗi buồn lo lắng của mình và bạn tuổi thìn bạn băn khoăn không biết có phải mình đã chọn nhầm người hay là không nữa đó bạn nhé nhưng bạn tuổi thìn bạn mệnh cũng cần phải nhìn nhận lại bản thân mình ngày này bạn tuổi thìn cũng đang gặp ngày thìn mạo tương hại và bạn tuổi thìn bạn không thể đổ hết tội lỗi của người khác lên người mình yêu được dù sao họ cũng đâu phải là người làm bạn buồn phiền bạn tuổi thìn nhé ngày 15 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan giáng họa, cái điều này làm cho cái phương diện công việc của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay chẳng được suôn sẻ như ý muốn và bạn tuổi thìn, bạn đang cảm thấy bất mãn với cấp trên khi mà họ chẳng thể hiểu được những cái khó khăn và cố gắng của bạn đã trải qua đâu đó bạn tuổi thìn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi thìn, cái việc xuất hành hay là cầu tài lộc với bạn sẽ không được thuận lợi bởi bạn đang có cái điểm báo xuất hành, điểm báo mất của cầu tài không có lợi hay bị trái ý nghịch lòng, đi xa gặp tai nạn, rủi ro, nguy hiểm đến tính mạng nữa đối bạn tuổi thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, bất mãn chế đỏ, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, tình cảm tốt hao tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc hiểu lầm sâu sắc tử vi tuổi canh thìn thuộc kim nhìn nhận phín diện tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy cần tỉnh táo hơn nhé về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 6 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi dậu tuổi thân từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tỵ ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp phải ngày có kiếp tài chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi tỵ chẳng kiếm được tiền nhiều nhưng lại có đủ cái việc để chi tiêu phát sinh trong ngày làm cho bản mệnh chẳng thể nào tiết kiệm được đâu đó, đó bạn tuổi tỵ nhé và ngày này đối với bạn tuổi tỵ hết rắc rối này đến phiền phức khác đòi hỏi bạn phải dùng hết tiền mới có thể làm êm xuôi được không muốn bị quấy rầy, bạn mệnh đành phải bỏ tiền ra để mua lấy cái sự in bình cho mình trong ngày đó. May mắn cho cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày 15 tháng 10 năm 2020 này là bạn đang được ngày có mộc dưỡng cho hỏa bù lại bạn sẽ gặp được người mình mong chờ đã bấy lâu. Nhân duyên bừng sáng, những cái nỗi buồn kia nhanh chóng bị xua tan bởi cái ánh dương rực rỡ của tình cảm người ấy dành cho bạn, bạn tuổi tỵ nhá Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tình yêu rực sáng, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ tình cảm không thể chờ đợi, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc mất tiền oan từ vi tuổi Thân Tỵ thuộc Kim đủ chuyện rắc rối từ vi tuổi Quý Tỵ thuộc Thủy cần bình tĩnh giải quyết vấn đề nhé. về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xíu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu cho nên với bạn tuổi ngọ bạn đang có cái điểm báo về cái phương diện tình cảm của bạn đang rất chi là ảm đạm nhá hết lần này tới lần khác bạn chỉ kịp chạm tay vào hạnh phúc để rồi lại buồn đau tiện nó ra đi được và bạn tuổi ngọ, bạn tin tưởng vào cái lời hứa của đối phương, nhưng cuộc đời không phải là như mơ, dù chẳng ước ao giàu sang, chỉ ước yêu dài lâu, nhưng bạn vẫn bị số phận trêu đùa, chẳng có được hạnh phúc của riêng mình đâu bạn tuổi ngọ nhé. May mắn trong cái vận trình của bạn Tứ ngọ ngày thứ năm này là bạn đang gặp được ngày có tỷ kim chống đỡ dù tâm trạng của bạn khá chi là tệ nhưng bạn tự Ngọ bạn biết đâu là việc mình cần phải tập trung để làm không nên làm vì chuyện cá nhân đã ảnh hưởng đến cái công việc của mình thành công sẽ xoa dịu phần nào cái nỗi đau trong tâm hồn của bạn bạn tự Ngọ nhé vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tình duyên ảm đạm tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy công việc tiến triển tốt tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa không nên cố chấp tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ hãy dựa vào sức mình tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc có nhiều chuyện không thể bỏ qua đoạn Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi mạo mùi cho nên bạn đang có được cái vận quý nhân giúp đỡ cái con đường tình duyên của bạn rất chi là vượng sắc bạn sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình và bạn tuổi mùi bạn cần phải thoải mái mở lòng đừng có cố chấp quá mức như vậy bạn tuổi mùi nhé trong ngày này, đối với bạn tuổi mùi, bạn mệnh có thể sẽ mở rộng được thêm các mối quan hệ của mình, từ đó tiếp xúc, làm quen với nhiều người khác phái. Và bạn tuổi mùi, bạn đừng quá khắt khe với đối phương, bạn rồi cũng có những cái khuyết điểm trong mắt của họ nữa đó bạn tuổi mùi nhé. Và ngày 15 tháng 10 năm 2020 này, đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần nhập mệnh. Cho nên cái việc kinh doanh buôn bán với bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay rất chi là thuận lợi gấp nhiều lần so với bạn. Bạn tuổi Mùi bạn có duyên bán hàng và khách hàng đã mua một lần là sẽ thường quay trở lại nhiều lần để mua hàng của bạn nữa đúng không? Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim đường tình duyên rộng mở tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tiền bạc rụng rỉnh tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa làm ăn phát đạt tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ độ tình độ cả tiền tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc không lo thiếu người yêu nhé về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này bạn sẽ làm gì cũng có tiền về tay bởi bạn tuổi thân trong ngày đang gặp được chính tài chiếu mệnh báo hiệu rằng cái thu nhập từ cái công việc chính của bạn sẽ làm đầy cái túi tiền của bạn và bạn tuổi thân bạn rất chi là thông minh và cũng rất nhanh ý và cũng chớp được cái thời cơ rất tốt trong ngày đối với bạn tuổi thân nhé. Xong, bạn mệnh tuổi thân cũng đừng vì thế mà tiêu xài hoang phí, công sức bỏ ra vất vả bấy lâu mới thu được cái thành quả và bạn hãy lên cái kế hoạch chi tiêu cho những thứ thực sự cần thiết chứ đừng mua sắm vô tội, vô vạ bạn tuổi thân nhé. Và trong ngày 15 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi thân bạn lại đang gặp ngày có mộc kim bất dung cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm cái chuyện tình cảm của bạn mệnh không được xôn xỉa bạn tuổi thân bạn gặp phải cái sự phản đối từ phía gia đình tình cảm của các bạn không giành được cái sự đồng tình ủng hộ từ người thân của mình đâu đó bạn tuổi thân nhé Vậy tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, tài lộc dồi dào. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, thu nhập gia tăng. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, mau thuận tình cảm. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, gia đạo bất an. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, cần yêu và hiểu đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này bạn đang gặp ngày quốc cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọa mạo dậu cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay lại không được tốt dù tình yêu đã chín mùi nhưng khi bàn tính tới tương lai lại xa vời vợi với bạn, đôi bên cảm thấy rất chi là ngần ngại khi có quá nhiều thứ cần phải lo toan đối tuổi giàu nhé. Tuổi giàu, bạn tuổi dậu nhá. Và bạn tuổi dậu bạn choáng váng với hàng loạt cái vấn đề đặt ra, bạn dù rất cố gắng để thuyết phục đối phương nhưng dường như bạn cần phải có những cái hành động cụ thể hơn thì mới giành được lòng tin của người ấy đó bạn tuổi dậu nhá. May mắn trong cái vận trình của bạn tuổi dậu ngày thứ năm này là bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này cho thấy dù bạn tuổi dậu khá chi là vất vả với việc kiếm tiền nhưng cái cơ hội kiếm tiền của bạn lại không thiếu bạn có được tiền về tay và dành thêm cả cái thời gian làm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập cho mình nữa rồi đó bạn tuổi dậu nhé về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy tài lộc dồi dào tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa tiền bạc không phải là vấn đề tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ nhiều rào cản ngăn cách tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc cảm thấy khó khăn tử vi tuổi quý dậu thuộc kim đừng vội từ bỏ nhé Vai đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhất phù trợ, tuổi tỵ tuổi xỉu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuốt thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành mạo Tuất nhị hợp cho nên với bạn tuổi Tuất về cái phương diện tình cảm không phải đau đầu nữa nhá những cái mâu thuẫn trong gia đình sẽ nhanh chóng được giải quyết và bạn tuổi Tuất bạn bắt nhịp được với cách cuộc sống tình cảm cuộc sống gia đình nữa rồi đoạn thực ra mọi người chẳng ghét bỏ gì bạn chỉ là đôi khi cần cái sự quan tâm, chăm sóc của đối phương mà không được nên đâm ra giận hờn mà thôi. Chỉ cần bạn tuổi tuất khéo léo tìm cách xoa dịu thì tiếng cười sẽ trở lại trong cái cuộc sống gia đình. Ngôi nhà sẽ ấm áp trở lại bạn tuổi tuất nhé. Nhưng trong cái vận trình của bạn tuổi tuất ngày thứ năm này, bạn lại đang gặp ngày có thương quan giáng họa. Và bạn tuổi tuất, sự tập trung của bạn đi đâu mất rồi. Chính vì thế mà bạn dễ bị cấp trên khiển trách do những cái sai lầm của mình gây ra. Và bạn mệnh tuổi tuất, bạn hãy cải thiện lại tình hình để làm công việc được tốt hơn bạn tuổi tuất nhé. Ngày này đối với bạn tuổi tuất, cái việc xuất hành đi xa cũng không thuận lợi. Và nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt thị thần hướng Tây Nam hay là tài thần hướng Tây Nam để hạn chế những cái rủi ro có thể xảy ra với mình nhé. Ngày này thiêu khẩu minh cũng là ngày xấu, xuất hành cầu tài thì cũng không được hay bị mất cắp, mọi việc đều xấu luận. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, tình cảm thăng hoa, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, mâu thuẫn được hóa giải, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, thiếu tập trung trong công việc, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim dễ mắc phải sai sót, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy cần tự kiểm điểm bản thân nhé. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi mạo mùi cho nên, bạn đang có được cái vận quý nhân chia chở những cái sóng gió ngoài kia chẳng thể thể khiến cho tình cảm giữa bạn và người ấy nảy sinh giản nứt, phôi phai đâu đó bạn tuổi hợi nhé. Với bạn tuổi hợi, đôi bên thực sự hiểu và thông cảm cho những cái khó khăn của nhau, tiếng yêu là để nối với nhau chứ không phải những cái lời dằn hắt. Và bạn tuổi hợi, bạn cũng hiểu được cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì thay vì trách móc hãy động viên yêu thương nhau nhiều hơn bạn tuổi hợi nhé và cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày 15 tháng 10 năm 2020 này bạn cũng đang gặp được ngày có chính quan nhập mè mệnh cái điều này làm cho cái con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi hợi bắt đầu đang có được những cái dấu hiệu khả quan. Bạn tuổi hợi, bạn mệnh biết mình đang có được cái lợi thế ở đâu và tích cực phát huy cái khả năng của mình ở đó rồi đó bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, công danh thăng tín tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, tình cảm khai thông, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc thuộc mộc, có nhiều tiếng cười, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim thấu hiểu cho đối phương, tử vi tuổi quý Hợi thuộc thủy biết cách đi lên bằng sức của mình. Về đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào, và hẹn gặp lại.